Hello anh em, hôm nay thứ bảy cuối tuần nên em sẽ lên clip cho anh em. Hôm nay hàng của bên em về rất là nhiều nha, than chiền, lửa bỏi rồi luôn nha anh em. Chào màu cho bọn mồm nữa thôi. Vô lấy chào màu đấu bọn mái chiền chó cũng mang ra nữa. Nhiều lắm nha anh em. Đây em sẽ lên clip từng con cho anh em. Đầu tiên là than chiền nha. Than chiền lòng đầu tiên, lòng số 16. Đây này phải không? Tướng đẹp ghê không? Cao cầu nha anh em. Này là mỏ mỏng. Mỏng lông, ôm lông nha anh em. Đợt này em về thì than vùng này vùng than vùng cam nha. Giáp Thái Lan á, giống như cái đợt mà than bỏ tiễn 700 ngàn của em đợt trước vậy á. Nhưng mà than này than chiền đã chỗ trống hết rồi nha. Em bán cho anh em là 450 ngàn nha anh em. Đồng giá con nào cũng 450 ngàn hết nha anh em. Đây. Tại vì do quãng đường á, vận chuyển á, nó hơi xa xíu nên chim nó hơi ốm. Nhưng mà chim nó khỏe nha anh em. Chứ không có con nào yếu nha. Mấy con nào yếu thì em lộng lại em giữ lại đó. Em không có đăng lên bán. Chứ em mà bán yếu để về cho anh em rồi chăm mà vài ba hôm nó chết thì cũng tội cho anh em quá. Đây. Con than chiền đầu tiên nha. Lòng số 16 nha anh em. 450 ngàn nha anh em. Rồi. Ok. Em lên tiếp cho anh em con này nha. Con than chiền lòng số 15. Con này thì quá cao cầu luôn. Cực kỳ cao cầu luôn nha anh em. Dài đòn. Mặt quá đẹp luôn nha anh em. Đây. Dài đòn. Nói chung thì hàng than vùng này thì anh em cũng đã biết rồi. Cái đợt bỏi 700 thì em bán là không có hàng bán luôn á. Thì cái than chiền đợt này thì cũng là vùng bên đó luôn nha anh em. 450 ngàn một con. Do cái quãng đường vận chuyển nó hơi xa nên nó hơi ốm, anh em về anh em chăm mồi tươi rồi cám kiết đồ vô cho nó tập mập lên nha, chim khỏe mạnh hết, ok hết nha anh em. Đây, em quay sát cho anh em coi luôn nè, anh em thấy không, chân cực kỳ già rồi luôn nha. Thôi nói về than để em ngắt lời một tí nha. Đây cái mẫu này thì chắc anh em mình cũng săn lùng hơi bị nhiều. Rất cao cầu, rất là dài đòn nha. Chim chuyền chỗ trống. Chim cam mạng giáp Thái. Vùng chim vùng này thì có tiếng xưa nay rồi. Nếu mà anh em mà chơi chuyên sâu về than thì nói cái vùng này là anh em săn lùng nhiều. Đến nỗi một con chim bổi mà còn 700 ngàn hàng tuyển là anh em biết là chim vùng này là nó giá nó rất là chua chát nha anh em. Con này lồng số 15 mà. Đây, con này lồng số 15 nha. Siêu mẫu nha, cao cầu dài đòn. Em bán than chuyền đợt này là đồng giá là 450 ngàn hết. Còn con đầu tiên hồi nãy quay á, con cái cầu xéo bên đây nè. Là lồng số 16 nha anh em. Lồng số 16. Đó, còn em nói than chuyền đợt này em cũng gom cũng tương đối nhiều ngày. Em về rất là nhiều nha. Đó. Đó, em về nhiều lắm à. Đó, than chuyền chỗ trống nha. Đó, lộng ở đây mà nó khè liên tục. À, rồi, để em lên tiếp con này. Con than lồng số 13 nha anh em. Rồi, ok, lại tiếp tục một siêu mẫu cho anh em chơi hot đây. Con này lại một bộ cực kỳ cao cầu, cực kỳ dài đòn. Con này nếu mà anh em chơi á thì em nói với anh em là xòe tỷ lệ sau này anh em chơi nó xòe đến trên 90% nha. Con này nhấp nhẹ cái là xòe nha. Đó, em đang quay vậy mà nó khè quá trời. Con này thì chim đang rất là ốm nha. Ốm mà dơ xương ra luôn, dơ cái xương ức ra luôn. Đó, lồng số 13 nha anh em. Đẹp thì khỏi phải bàn luôn. Đó, than, nói chung than chuyền bộ bên đây là
bộ của bên cái mạng rừng này là quá đẹp, không có gì để mà bàn nữa, không, nói chung không có chê chấp được vô cái điểm nào hết. À, con lồng số 13 nha anh em, cam đoan với anh em chơi con này nó rất là dễ xòe nha. Nhưng mà con này chim đang hơi ốm, lanh chim tỉnh chim nhưng mà hơi ốm. Con này và anh em chăm mùi tươi khoảng 2 ngày chim mọc tròn lại liền. Rồi đây con Thang lồng số 10 nha anh em. Lồng số 10 đó. Anh em thấy mấy bộ than chìm nhìn đã không? Nói về than thì bên em nhân viên em cũng không có được rành lắm, cho nên em dành máy em nói để cho anh em dễ hình dung. Con này đáy lồng em chưa có lót báo nha. Lồng số 10 nha anh em. Rồi lại một bộ siêu phẩm lồng số 14 anh em à. Cực kỳ dài. Con lồng số 10 mới khè à. Để em quay nó khè anh em xem. Nó khè bấy bá ra. Đó, lồng số 14 nha anh em, lại tiếp tục siêu mẫu. Rồi, để mà chuyển sang cho một bạn làm trong đây tiếp tục nói nha anh em. Còn than truyền em về rất là nhiều, cho nên anh em tha hồ lựa chọn. Rồi giờ em quay sang lửa nha. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em. Em lên tiếp cho anh em lửa truyền nha. Đây, con lửa truyền lồng số 11 nha anh em. Đây, lửa truyền đã chỗ trống rồi nha. Nó dẹn đó nha anh em, chứ không phải là nó yếu chim mà nó đứng chỗ đâu nha anh em. Rồi, ok anh em. Lửa em bán cho anh em là 500 ngàn nha anh em. Lửa chiền nha, lửa chiền đã chỗ trống rồi nha anh em. 500 ngàn nha anh em. Dám mua cái lồng này rồi. Chiền rưỡi được không? Lửa chiền lồng số 11 nha. Rồi, em lên tiếp cho anh em một con lửa chiền nữa. Đây, lửa chiền lồng số 15. Đây nha anh em. Lửa chiền đã chỗ trống rồi nha anh em. Em bán cho anh em độc giá hết là 500 ngàn nha. Mấy con lửa truyền đợt này thì đang tập cám nha anh em, chứ chưa ăn cám cứng nha. Anh em về anh em tập cám cho nó. Con này đẹp nha anh em. Đuôi lúc nào cũng đánh hết đó. Thì xuyên đánh luôn nha. 500 ngàn nha anh em. Đẹp thấy không? Lửa vùng này là vùng cam luôn nha anh em. Rồi em lên tiếp cho con anh em con lửa chiền tiếp theo nha. Lửa chiền lồng số 16 đã chỗ trống hết rồi nha anh em. Đây vẫn 500 ngàn nha. Em thấy không? Tưởng đẹp ghê không? Tại vì do vận chuyển quãng đường nó hơi xa nên chim nó hơi ốm. Anh em về anh em chăm thêm. Em thấy không? Đang tập cám nha anh em. Em chọn đây em chọn sâu với cám nè, chung nè, đang tập cho nó nè. Anh em về anh em chăm mồi với chăm thức ăn đồ vô thì nó mập mạp là ok nha anh em. Rồi em về được có 3 con lửa chiền à. Anh em nào mà thích con nào thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới nhanh tay nha anh em, số lượng là chỉ có 3 con thôi.
Rồi ok, em lên tiếp cho anh em lửa bỏ nha. Đây, lửa bỏ lồng số 10. Đây, bộ trung nha anh em. Đuôi thì tầm khoảng 15-16. Con lồng số 10 này thì đã gãy hết một lao rồi nha anh em, còn một lao thôi. Em bán cho anh em là đợt lửa bổi này em bán cho em đồng giá hết là 230.000 nha. Bộ trung nha anh em, cũng lửa cam luôn nha. Em thấy không? Rồi em lên tiếp cho anh em lồng tiếp theo nha. Đây lửa bổi lồng số 12 nha anh em. Con này thì bộ nhỏ nha, chưa phải bộ xẻ. Mà con này thì nhỏ con. Lồng số 12 nha. Con này thì lông lá đầy đủ, không gãi lao gì hết. Em vẫn bán cho anh em là 230.000 nha. Lửa bổi lồng số 12 nha anh em. Con này xiên tặc lắm nha, mỗi lần nó nhảy lại tặc rồi. Đây anh em thấy không? 230.000 nha. Rồi em lên tiếp cho anh em lửa lồng số 13 nha. Lồng số 13 nha anh em, cái này thì số cũ rồi. Vẫn 230.000 nha anh em. Lỗ trung luôn nha anh em. 230.000. Tất cả lửa bổi hôm nay em lên là đang tập cám nha, chưa cám nha anh em. Anh em về anh em tập cám nha anh em. 230.000. Rồi ok, em lên tiếp cho anh em lồng số 10. Ủa, tự nhiên số 10 nãy em lên rồi. Đây, lồng số 14. Lửa bổi lồng số 14 nha anh em, cũng vẫn là 230.000 luôn. Con này thì bộ trung, không phải to. Đây, 230.000 nha anh em. Đang tập khám, anh em thích con nào thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới. Rồi ok nha anh em. Rồi em lên tiếp cho anh em con lồng cuối cùng, lửa số 17. Con này thì bộ xẻ nha anh em. Bộ chưa phải bộ xẻ lắm nhưng mà nó giống giống bộ xẻ thôi, nó bộ trung trung á. Nó lai lai bộ xẻ tí thôi nha anh em. Đây. Vẫn 230.000 nha anh em. Đây này, thấy không, trứng đẹp kìa. Rồi ok nha anh em, hôm nay thì em lên cho anh em một số chim ở cửa hàng tụi em có. Anh em nào mà thích con nào thì liên hệ số điện thoại bên dưới hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ trả lời hết ạ. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ tụi em trong suốt thời gian qua. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Xin chào anh em. Đây nha anh em, con thanh tước Trung Quốc được một mùa, gần hai mùa nha anh em. Nói chung thì không tật lỗi gì hết luôn nha, bao cho anh em là hot full ngày luôn. Thanh tước Trung Quốc nha anh em, lông mới luôn nha anh em, rất là đẹp. Con này thì bao cho anh em hot luôn, em bán cho anh em là 900.000. 900.000 nha anh em. Đây để mình gần lại. Nói chung thì rất là dạng, em đứng kế bên quay luôn à, mà nó không trao gì hết luôn nha. Ủa cậu có đi rồi mà. Đây. Chưa lên hả? Dạ chưa anh. Em thấy không?
Đây em cầm lầm luôn nha, không trao gì luôn nha anh em. 900.000 thanh tước Trung Quốc, thanh tước mùa nha anh em, bao cho anh em là hot full ngày luôn, màu rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi ok,